Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình nhiều viên chức xin nghỉ việc hoặc bỏ việc trong thời gian qua, đặc biệt là trong 2 năm COVID-19. Theo đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, viên chức và nhân viên y tế đang gặp nhiều khó khăn như cường độ áp lực công việc cao, cơ sở vật chất của các đơn vị công lập còn hạn chế và môi trường làm việc căng thẳng mệt mỏi. Trong khi đó, thu nhập giảm đáng kể, nhất là tại các đơn vị y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa. Chính vì điều này, trong 2 năm vừa qua, có nhiều viên chức y tế xin thôi hoặc bỏ việc. Thống kê sơ bộ, có hơn 4.800 viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 420 viên chức công tác tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc. Tại Hà Nội, có gần 900 nhân viên y tế, bác sĩ xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn khi chỉ tính riêng năm 2021 có hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc và tính riêng quý 1 năm 2022 đã có gần 400 người nghỉ việc. Trước tình trạng trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh thành trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình viên chức xin nghỉ việc hoặc bỏ việc.